Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin của chúng tôi. Trong đêm khuya tĩnh lặng, đột nhiên một ngọn lửa bùng lên dữ dội từ một quán karaoke. Khói đen từ cửa sổ bốc lên nghi ngút, tiếng người la hét, cầu cứu vang vọng khắp cả thành phố Thuận An. Vụ cháy kinh hoàng này đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Rốt cuộc, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn thương tâm này là gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 20h30 phút ngày 6 tháng 9 tại quán karaoke An Phú, nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường An Phú, thành phố Thuận An. Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, lửa bất ngờ bùng phát từ bên trong quán karaoke. Ít phút sau, khói bốc lên nghi ngút, kèm theo ngọn lửa lớn chảy lan qua các phòng bên trong. Hơn chục xe chữa cháy, cứu thương đang túc trực tại hiện trường. Xe thang dương cao đưa hai lính cứu hỏa lên mái nhà để tiếp cận đám cháy nhen nhóm bên trong. Một phần bảng hiệu bị cháy xém, trơ khung sắt bên trong. Trước đó, cảnh sát đã phá nhiều lỗ trên bảng hiệu này để xịt nước, dập lửa ở các tầng. Đám cháy bùng phát ở quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú. Theo thông tin, lửa bén vào đệm mút cách âm, gỗ nội thất của tòa nhà nên bùng cháy dữ dội, bịt kín lối thoát hiểm. Nhiều người phải ra ngoài ban công, phía bên ngoài khói cũng bốc lên nghi ngút. Bốn người nhảy từ lầu 2 của quán cao khoảng từ 7 đến 8 mét xuống đất thoát thân. Được biết, quán karaoke có 3 lầu, diện tích sàn xây dựng hơn 1.500m², khu vực cháy khoảng 400m², nằm ở lầu 2 và lầu 3. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy điều động 13 xe chuyên dụng đến cứu hộ. Các chiến sĩ dùng xe thang, chia nhiều mũi dập lửa, đưa một số người kẹt lại ở lầu cao thoát ra ngoài. Sau khoảng 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng cứu hỏa mang đồ chuyên dụng tiến vào bên trong cứu người. Nhiều người được đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng bất tỉnh do ngạt khí. Quán karaoke nằm trong khu dân cư đông đúc, cách vòng xoay An Phú 20m. Theo nhân chứng, khi xảy ra cháy, cửa chính của quán đóng cửa. Được biết, thời điểm bị cháy, quán karaoke có rất đông khách đến hát. Quán karaoke này cũng có đông nhân viên. Quán này sau 23 giờ thường đóng cửa cuốn. Mỗi lần khách ra vào hát phải gọi cho nhân viên bên trong để mở. Nhân chứng nói và cho biết quán hoạt động được hơn 5 năm. Anh Nguyễn Sang, sống gần karaoke, cho biết khi xe chữa cháy đến hiện trường, tiếp tân quán chạy ra bên ngoài thông báo bên trong có khoảng 40 người. Một số người chạy xuống bằng cửa chính. Nhiều người không chịu được lửa nóng phải nhảy lầu, bị gãy chân tay, anh Sang nói. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn đã khiến hơn 13 người tử vong, hàng chục người bị thương nặng, nhiều nạn nhân được cứu ra ngoài. Gần đây cũng xảy ra một vụ cháy tương tự. Thợ hàn bị cáo buộc bỏ chạy khi gây cháy quán karaoke, làm 13 người tử vong. Các bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo khoản 3 điều 240 Bộ luật hình sự 1999, gồm Nguyễn Diệu Linh, Lê Thị Thi, Hoàng Văn Tuấn. Theo cơ quan công tố, sau khi ký hợp đồng thuê căn nhà 9 tầng ở 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy với giá 155 triệu đồng một tháng để kinh doanh karaoke, Linh thuê một công ty thiết kế và thi công phòng cháy chữa cháy. Ngày 13 tháng 10, Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy mới cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, song Linh đã cho thi công từ trước đó 3 tháng. Theo hồ sơ thiết kế, tầng 2 phải có cửa thoát hiểm, nhưng Linh không thực hiện. Vách ngăn các phòng phải xây bằng gạch, nhưng từ tầng 3 đến tầng 6, Linh cho làm bằng khung sắt, ngoài ốp gỗ, giữa chèn nguyên liệu cách âm. Đến ngày 31 tháng 10, khối lượng công việc đã xong khoảng 90%. Sáng ngày 1 tháng 11, bà Thị được thuê để bắt ốc vít và hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ với giá 500.000 đồng. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 11, bà Thị cùng Hoàng Văn Tuấn, Lê Văn Viện mang theo máy hàn điện, máy cắt, khoan, bê tông đến quán làm việc. Theo cáo buộc, Tuấn trong lúc dùng máy hàn thổi lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề, thì lửa vẫy hàn bắn vào các phần ốp cách âm gây cháy. Khi phát hiện có khói, Tuấn dập lửa, rồi hô hoán rồi cùng một số người đi lấy nước dập, nhưng không được nên bỏ chạy ra ngoài. Sau 7 tiếng, đám cháy mới được dập. Vụ hỏa hoạn khiến 13 khách đến hát karaoke bị thiệt mạng. Tại phiên tòa hôm nay, chủ tòa cho hay, trong khi vách ngăn của các phòng phải bằng gạch và vật liệu chống bắt cháy, nhưng bị cáo Linh lại cho thay bằng gỗ, ở giữa là bông, cao su. Quán có bao giờ bị chính quyền địa phương nhắc nhở? Chủ tòa hỏi. Linh trả lời, có 2 lần. Bị cáo có cam đoan không hoạt động kinh doanh đến khi có đầy đủ các điều kiện quy định. Hôm xảy ra vụ cháy, 2 tiếng sau bị cáo Linh mới có mặt. Bị cáo Tuấn khai không có kinh nghiệm thi công, chỉ học móc trong suốt quá trình đi làm ở các công trình. Hôm đó, bị cáo chỉ được thuê làm ốp trần, bản lề. Việc cắt bản lề không nằm trong giao dịch. Tuy nhiên lúc đó, bà Thị nói, cứ làm đi. Tuấn khai và cho hay chỉ dùng một tấm gỗ mỏng để che chắn các vẫy hàn bắn ra ngoài trong khi cắt bản lề. Khi đổ nước dập lửa bất thành, bị cáo bỏ chạy để cho cháy tự nhiên thôi à? Chủ tòa hỏi.
Lúc đó cháy đã to quá nên không cứu được nữa, bị cáo đành bỏ chạy. Tuấn nói, Tuấn cho rằng dù trực tiếp gây cháy, song chỉ là người làm công, ăn lương, nên đề nghị tòa xem xét khi lượng hình. Theo giải trình, bị cáo được bà Thị trả công 270.000 đồng một ngày và mới làm được hơn 20 ngày công. Trước lời khai của Tuấn, bà Thị phủ nhận đã chỉ đạo bị cáo này cắt bản lề vì trong hợp đồng chỉ cắt sắt và bắt ốc vít, tổng cộng giá 500.000 đồng. Nếu có cắt bản lề thì bị cáo đã làm hợp đồng khác, bà Thị trình bày. Nhân chứng viện ngay sau đó đã phản bác lời khai này, cho hay hôm đó có nghe bà Thị nói, cứ cắt đi, cháy tao chịu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến những vụ cháy trên. Tiếp theo là vụ cháy kinh hoàng khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có cả đứa bé chưa kịp chào đời. Rốt cuộc, nguyên nhân của vụ hỏa hoạn thương tâm này là gì? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Rạng sáng ngày 11 tháng 12, một ngọn lửa phát ra từ tầng trệt ngôi nhà, bốc lên dữ dội và lan rất nhanh. Cao su từ vỏ ruột xe cháy tạo ra từng luồng khói đen đặc, mù mịt, trong khi mọi người đang ngon giấc, đến khi phát hiện thì đã quá trễ. Do buôn bán, làm ăn nên nhà có hai lớp cửa sắt kiên cố và cũng như nhiều nhà phố khác, ngôi nhà này không có lối thoát khẩu. Ban công và cửa sổ là nơi duy nhất mọi người có thể lao ra, nhưng không phải ai cũng đủ bình tĩnh tìm lối thoát khi nguy cấp. Cổng chính lúc này cũng đang bị khóa chặt bằng hai lớp cửa sắt. Các nạn nhân trong biển lửa đó la hét thảm thiết, cầu cứu. Nhiều người chứng kiến lúc đó vẫn còn nhớ như in hình ảnh một bà mẹ trẻ, bụng mang bầu, tay ôm con lẫy bẫy ở lan can. Đứa bé trên tay chị khóc thét. Vì tầng 1 khá thấp nên mọi người hét bảo chị quăng con xuống họ đỡ giùm. Những người khác tìm được tấm bạt, căng ra bảo chị nhảy xuống. Thế nhưng không hiểu sao chị cứ ôm con chạy ra chạy vào vài lần rồi không thấy ra nữa. Người mẹ ấy là chị La Thị Thanh Linh. Được biết chồng chị vừa đi công tác nước ngoài thì thảm cảnh xảy ra. Khi lực lượng cứu hộ khống chế được ngọn lửa, bắt thang leo lên thì thấy vài người chưa kịp chạy ra ban công đã ngã quỵ giữa lối đi do ngạt khói. Cuối cùng, sau hơn 90 phút, ngọn lửa được dập tắt. Thế nhưng, thảm cảnh bên trong khiến cả những người làm công tác cứu hộ cũng phải ám ảnh khôn nguôi. Tổng cộng đã có 7 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Nhưng đau lòng nhất chính là đứa trẻ 3 tuổi, cùng đứa trẻ trong bụng mẹ chưa kịp chào đời, cũng phải bỏ mình vì ngọn lửa oan nghiệt. Những người thiệt mạng đều là con và cháu ruột của ông La Văn Tính, chủ nhà, và bà Lữ Thị Ngân. Ông bà may mắn thoát chết cùng với người con La Hành Tính bị bệnh tâm thần và một người làm đã tìm cách nhảy sang nóc nhà bên cạnh chỉ bị gãy chân. Lúc đó, một phụ nữ là con gái của chủ nhà đang mang thai cùng con trai 3 tuổi ngủ trên lầu đã hoảng hốt chạy ra ban công tầng 2 kêu cứu. Cả hai mẹ con khóc thét trong tuyệt vọng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi đau lòng. Mọi người đã căng bạc gọi mẹ con họ nhảy xuống hoặc ném đứa con xuống, nhưng không hiểu sao người phụ nữ này lại dắt con chạy ngược vào trong nhà đang nghi ngút khói. Một lúc sau, người mẹ này cùng con trai lại chạy ra nhìn xuống đường rồi chạy vào và không ai thấy chạy ra nữa. Sau vụ hỏa hoạn, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra nguyên nhân. Thế nhưng, kết luận điều tra sau đó lại khiến nhiều người không khỏi sốc. Theo lời khai và kết luận của cơ quan điều tra, người bất ngờ phóng hỏa chính là người con trai tâm thần của chủ nhà, từng được điều trị tại bệnh viện Biên Hòa nhưng do ông bà Tính thương con nên bảo lãnh về. Đến tận bây giờ, những người từng lấy lời khai của thủ phạm vẫn không khỏi ngỡ ngàng, đau xót khi nhớ lại hình ảnh người gây ra tai nạn thảm khốc trả lời lơ ngơ. Do xin tiền cha mẹ không cho, do cứ bị ép uống thuốc mãi. Sau vụ việc đau lòng, vợ chồng người chủ nhà cũng dọn đi nơi khác. Ở vị trí đó thì ắt hẳn không ai có thể ở lại nơi cướp đi sinh mạng của những người thân yêu nhất của mình. Vợ chồng ông Tính cũng chuyển đi sau đó, không ai thấy những người còn lại trong ngôi nhà xuất hiện nữa. Cửa nhà được ai đó hàn hai thanh sắt chắn ngang. Tàn tóc và hoang phế bao trùm ngôi nhà mặt tiền đồ sộ, ít nhiều là cơ hội cho những tin đồn về những hình ảnh và âm thanh lạ phát ra từ đây. Vì không có người ở, lại đóng cửa then cài kiên cố, nên từ đó ở địa phương xuất hiện lời đồn thổi những chuyện giật gân, ly kỳ, ma quái liên quan đến ngôi nhà. Cùng với đó, suốt thời gian dài, căn nhà này bị bỏ hoang phế mà theo chính quyền địa phương thì có thể do biến cố quá đau thương đã khiến người thân của chủ nhà không muốn lui đến nữa. Và có lẽ tin đồn kinh dị nhất liên quan đến ngôi nhà là đồn đoán về chiếc bóng trắng và tiếng chổi quét xuất hiện trong ngôi nhà hoang vắng. Rằng cứ khi trời sắp sáng, họ nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ trắng, xõa tóc, tay dắt con ra ban công, đi ra đi vào, nhìn xuống đường rồi biến mất. Tên nhân vật đã được thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc trên. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BN News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.